Trưa 28 tháng 2, sau khi kết thúc phiên họp song phương mở rộng, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã có vài phút trả lời báo chí trước khi bước vào một phiên thảo luận khác. Một phóng viên đã hỏi lãnh đạo Kim Jong-un liệu ông có sẵn sàng phi hạt nhân hóa hoàn toàn hay không. Ông Kim Jong-un tuyên bố rằng nếu không sẵn sàng làm điều đó, ông đã không đến đây. Và ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump cho rằng đó là một câu trả lời hay. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ tái khẳng định quan điểm rằng Triều Tiên có thể có tương lai tươi sáng và nói cuộc đối thoại là thành công to lớn. Về phần mình, Chủ tịch Kim Jong Un cho biết ông rất hoan nghênh ý tưởng Mỹ có thể mở một văn phòng đại diện ngoại giao ở Bình Nhưỡng. Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un dự kiến có một cuộc trò chuyện bên hồ bơi tại khách sạn Metropole, nhưng kế hoạch bị thay đổi do điều kiện thời tiết tại Hà Nội.